Đội tuyển Ngọ Phúc họ đã sút đập phá ngang lấy ra và cơ hội của đội tuyển Lục Khách vượt pha lật cánh đánh đầu rất hay nhưng bóng vẫn chạy còn rộng. Lúc này tỷ số vẫn là 0-0. Một thế trận rất cân bằng cho Âu Khách và Ngọ Phúc. Một pha phạm lỗi của đội tuyển Âu Khách. Đội Ngọ Phúc hôm nay được đá phạt. Đứng trước vòng đá phạt lúc này là Bảo Long, một cầu thủ chuyên đá phạt cho đội tuyển Ngọ Phúc. Thì anh chị còn có trung tâm tiền thị trường Quốc Hội. Không vào, rất tiếc. Một pha thủ môn đã đẩy bóng thêm qua phần góc. Đang sở hữu cho mình một sân bóng nhân tạo 60 điểm. Một cơ hội rất ngon và rõ ràng cho đội tuyển Ngọ Phúc. Nhưng một pha thủ môn đẩy được thêm qua phần góc. Đây là cơ hội thứ hai cho đội tuyển Ngọ Phúc. Lúc này đội tuyển Ngọ Phúc đang gia tăng sức ép của đội tuyển Âu Khách. Đây là được quả đá phạt góc thứ 5. Đánh nhau! Không, là không vào! Rất tiếc đại thủ môn đẩy ra. Đội Ngọ Phúc để bóng trong tay. Rất tiếc một cơ hội thứ 3 cho đội Ngọ Phúc mà khi chưa ghi bàn. Thủ môn của đội tuyển Âu Khách cũng là rất xuất sắc. Đã đẩy được hai quả liên tiếp cho đội tuyển Âu Khách. Không chịu bàn thua đầu tiên. Một pha phản công cho Ngọ Phúc không được. Một pha vào bóng an toàn cho Âu Khách. Lúc này đội tuyển Ngọ Phúc đang gia tăng sức ép đội tuyển Âu Khách. Cầu thủ số 9 để bóng trong tay. Đội tuyển được đội Ngọ Phúc được tuyển quả đá phạt khoảng tầm 12 mét. Đây là một cơ hội khá ngon cho đội tuyển Ngọ Phúc. Đứng chiếu bóng lúc này là Văn Phong. Sút xa không vào. Một pha sút xa vọt sang ngang. Rất tiếc cho đội tuyển Ngọ Phúc. Họ rất nhiều cơ hội trong hiệp 1. Vâng, một pha thủ môn mỹ hậu vệ không có ý. Một pha khá nguy hiểm. Vâng, một pha không hữu ý và cầu thủ môn đội tuyển Âu Khách đã chấn thương. Và đội Âu Khách chuẩn bị có thay thủ môn. Vâng, thủ môn khá xuất sắc của hiệp 1 của Trương Hải Đăng. Một pha không hữu ý giữa hậu vệ và thủ môn Hải Đăng đã chấn thương. Lúc này thủ môn thủ môn thứ 2 của Âu Khách sẽ vào sân thay cho thủ môn số 1 Hải Đăng. Đội Ngọ Phúc đưa quả đá phạt biên.
phải có môn này đang còn thủ môn Hải Đăng ra sân và thay thủ môn là Văn Hùng mặc áo số 2. Đến thời điểm này đội Ngọc Phúc rất nhiều cơ hội. Đội Ngọc Phúc người gia tăng sức ép rất mạnh mẽ vào đội tuyển Âu Cách. Nhưng vẫn chưa có bàn thắng, rất tiếc. Thủ môn Bắc Đắc Dĩ của đội tuyển Âu Cách đã thay vào. Trận đấu tiếp tục. Không vào, một pha đá biên không chạm ai. Đội Âu Cách được quả đá biên. Cầu thủ số 9 đã có bóng số 13. Một pha xử lý không an toàn cầu thủ số 3. Đội Ngộ Phúc phản công. Chút xa. Không thành công. Một pha để bóng an toàn cho đội tuyển Âu Cách. Chỉ có phạt góc. Đứng trước bóng lúc này là cầu thủ số 15. Trung Tùng. Vẫn còn, sút xa, không vào. Cơ hội liên tiếp cho đội Ngộ Phúc mà vẫn chưa có bàn thắng. Một pha phá bóng hoàn toàn cho Ngộ Phúc. Lại một pha xử lý lỗi của đội tuyển Đô Cách. Khá mạo hiểm. Một pha xử lý không an toàn cho cầu thủ số 9 và thủ môn. Rất tiếc đội tuyển Ngọc Phúc không áp sát. Bỏ lỡ một cơ hội. Tiếp tục phản công cho Ngọc Phúc. Cầu thủ số 2 rất khéo. Không được. Phản công thua cách. Một pha xử lý khá lúng túng của cầu thủ Âu Cách. Vẫn còn bóng. Lại một pha xử lý không an toàn của thủ môn. Và một pha cao chân. Đội tuyển Âu Cách được có đá phạt. Đứng chưa bóng lúc này là cầu thủ số 10. Ba Văn Thuận. Một pha đá phạt khá xa cho Âu Cách. Một pha sút xa. Vẫn còn sút xa tiếp tục. Này một pha xử lý không khéo cho cầu thủ Âu Cách. Đội Âu Cách được quả đá biên đứng dưới bóng chỗ này cầu thủ số 5. Một pha bảo bóng an toàn cho Ngọc Phúc. Cơ hội cho Âu Cách. Một pha xử lý khá an toàn cho Âu Cách.
Vâng, một pha chuyền bóng biên, cầu thủ số 2 không lưu ý. Một pha xử lý không an toàn cho thủ môn Ngọc Phúc. Một pha xử lý khá lóng ngóng của thủ môn. Thế trận lúc này trở lên cân bằng hơn. Phản công thua kết. Cầu thủ số 1 đang có bóng. Một pha xử lý quá vội cho đội tuyển Âu Cách. Nhưng đội tuyển Âu Cách vẫn được quả đá biên. Đứng chơi bóng lúc này là Văn Thuận. Một pha chuyển đổi của đội Âu Cách. Phản công cho Ngọc Phúc. Lại một pha sút xa. Một pha sút xa Âu Cách, một pha giải tỏa tâm lý. Vâng, một pha phá bóng an toàn cho đội tuyển Âu Cách. Được, Ngọc Phúc này được đá biên. Ngọc Phúc có thể thay đổi người. 15 ra sân. Cầu thủ số 20 vào. Cầu thủ số 15 Trung Tình ra sân. Vào sân cầu thủ số 20. Một pha chuyền xa. Một pha tấn công cho Cách. Một pha tấn công rất khéo của Cách, phản công. Một pha xử lý không an toàn cho đội Cách. Đội có phúc được quả đá biên lên. Rất tiếc, lại cơ hội tiếp tục cho đội Phúc, vẫn còn bóng. Một cơ hội rất rõ ràng cho Ngọc Phúc, nhưng thủ môn đội tuyển Âu Cách quá xuất sắc đã đẩy cản phá được một cơ hội rõ ràng cho đội tuyển Ngọc Phúc. Ngọc Phúc được quả đá biên. Vào! Một pha xử lý không an toàn của thủ môn Âu Cách. Thủ môn Âu Cách đã để bóng chạm tay vào lưới. Một pha đá biên rất tiếc cho đội tuyển Âu Cách. Vâng, cơ hội liên tục cho Ngọc Phúc. Bây giờ Ngọc Phúc đã có tỷ số 1-0. Ê, pin sao rồi? Alo, alo. Mới ghi bàn đây. Bắt chưa? Alo. Được đâu? Anh mất ở loa đấy. Vâng, một pha rồi là đốt đèn cho đội tuyển Âu Cách. Lại tiếp tục, cầu thủ số 3 đã phạt biên. Lô.
Quả này anh. Một pha phản công cho Ngọc Phúc. Một pha vào bóng an toàn. Đội tuyển Đông Cách điều quả đá biên lên. Một pha phạm lỗi từ phía sau của đội Ngọc Phúc. Lúc này đội Đông Cách được quả đá phạt khoảng tầm 9 mét. Đây là một cơ hội để đội Ô Cách sát bằng tỷ số. Đứng chiếu bóng lúc này là Lam Phong. Sút xa, không vào. Một pha để bóng an toàn trong thủ môn, chịu quả đá biên. Lúc này đội Ô Cách đang thua 1-0 và họ đang tìm kiếm cơ hội để san bằng. Lúc này họ đang gia tăng sức ép để tấn công. Đây cũng là một cơ hội để cho đội Ngọ Phúc phản công. Một pha phá bóng an toàn cho Ngọ Phúc. Vâng, một pha để bóng rất nguy hiểm đối mặt thủ môn. Vẫn có bóng. Không được, một pha xử lý khá lúng túng cầu thủ số 2 của Phúc để mất bóng. Một pha tấn công rất đẹp mắt nhưng đội tuyển Ngọ Phúc để mất bóng một cách rất tiếc. Một pha sút xa, không vào. Một pha khá bất ngờ khi đội Ngọ Phúc sút xa. Nam thủ môn của Ô Cách giật mình nhưng trong họ vẫn kiểm soát được tình huống. Đội Ô Cách có độ sự thay đổi người. Cầu thủ số 10 vào sân, cầu thủ số 8 ra sân. Lại một pha xử lý khá lúng túng có và đội tuyển Ngọ Phúc để bóng chạm tay. Đứng chiếu bóng này là Bảo Long. Quả đá phạt khoảng chừng 26 mét. Một pha phá bóng an toàn, chịu quả đá biên. Đội Ô Cách được quả đá biên. Đứng chiếu bóng lúc này là Văn Đô. Lúc này đội tuyển Ô Cách đang gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số.
Và một pha xử lý trượt chân, một pha phản công cho Ngô Phúc. Một pha phạm lỗi của đội Ô Cách. Đội Ngô Phúc được quả đá phạt. Trọng tài Khắc Tuấn đang nhắc nhở cầu thủ số 9 Văn Đô. Đứng trước bóng đá phạt cho Ngô Phúc, thường thường là cầu thủ số 13 Bảo Long. Một pha đánh đầu ngược không thành công. Hậu vệ Ngô Phúc phá bóng an toàn, chịu quả đập đá biên. Hiệp 1 bù giờ 3 phút. Lại một pha xử lý không an toàn cho Âu Cách. Phản công, phản công cho Ngô Phúc. Đến thời điểm này Ô Cách gia tăng sức ép nhưng họ vẫn chưa có một cơ hội nào rõ ràng để san bằng tỷ số. Tầm kiểm soát thời đến thời điểm này là Ngô Phúc 65% và Ô Cách 35%. Một pha phản công cho Ngô Phúc, một pha bật tường rất hay. Đấy, một pha sâu kim rất hay, cầu thủ số 2 vẫn còn bóng. Và một pha phạm lỗi cho cầu thủ Ô Cách. Đội Ô Cách được quả đá phạt để sân nhà lên. Đây, một pha xử bóng không an toàn cho cầu thủ Ngô Phúc. Không được. Phản công, một pha xử lý ra đây, một pha phạt bóng an toàn cho Âu Cách, chỉ quả đá biên. Đứng trước bóng lúc này là cầu thủ Bảo Long số 13, chuyên gia đá phạt cho Ngô Phúc. Và một pha đá phạt, một pha đá biên quá vội vàng cho Ngô Phúc. Một pha xử lý rất khéo thôi Ô Cách. Thủ môn rất là sắc, một pha phá bóng an toàn. Một pha thủ môn ra vào rất hợp lý, ngăn cản một cơ hội cho Ô Cách. Ô Cách phản công, Ô Cách phản công. Một pha xử lý an toàn cho thủ môn Ngô Phúc. Cầu thủ Ngô Phúc để bóng trong tay, cầu thủ số 13 Bảo Long. Đây là cơ hội cuối cùng cho đội Ô Cách, một pha sút xa. Không được. Một pha phá bóng an toàn trên đường biên.
tỏa sáng cho quê hương. Muôn vạn con tim cùng hòa ca bài ca chiến thắng, cùng vươn cao hơn. Giấc mơ cho quê hương mình, hỡi các liền anh liền chị, đừng ngại khó khăn vì đã có anh em bên mình. Cùng vươn cao hơn, cùng bay xa hơn, dọc ngang giữa bầu trời một niềm tin rạng ngời. Tự hào Bắc Ninh ơi, tỏa sáng cho quê hương. Muôn vạn con tim cùng hòa ca bài ca chiến thắng, cùng vươn cao hơn. Giấc mơ cho quê hương mình, hỡi các liền anh liền chị, đừng ngại khó khăn vì đã có anh em bên mình. Cùng vươn cao hơn, cùng bay xa hơn, dọc ngang giữa bầu trời một niềm tin rạng ngời. Tự hào Bắc Ninh ơi, tự hào Bắc Ninh ơi, hiên ngang như mạnh mẽ không ngại ngần.
tỏa sáng cho quê hương. Muôn vạn con tim cùng hoa ca, bài ca chiến thắng. Cùng vươn cao hơn, cùng bay xa hơn, dọc ngang giữa bầu trời. Xây một giấc mơ cho quê hương mình, hỡi các liền anh liền chị, đừng ngại khó khăn vì đã có anh em bên mình. Cùng vươn cao hơn, cùng bay xa hơn. Kẹp đấy, cứ kẹp vào. Đúng đúng, em kiểm tra áo chưa? Mở kiểm tra áo kia chưa? Rồi rồi. Em chọn công. Chọn rồi. Thì em nhìn nó đỏ thôi, em biết được cái đâu không? Chọn rồi. Alo, alo. Alo, alo. Vào đi. Các bạn trở lại hiệp 2. Những Ngọ Phúc và Ô Cách kết thúc hiệp 1. Đội tuyển Ngọ Phúc đang dẫn tỷ số 1-0. Một pha đốt đèn của thủ môn Ô Cách, một pha rất đáng tiếc. Đến thời điểm này đội tuyển Ô Cách phải gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng san bằng. Một pha xử lý không an toàn của hậu vệ Ô Cách. Vẫn còn bóng. Một pha đá bóng an toàn chỉ của đá biên. Lại một pha đá bóng an toàn cho Ô Cách. Một phạt đá biên cho Ngọc Phúc, đứng chiếu bóng lúc này là Bảo Long, một cầu thủ chuyên gia đá phạt. Một pha đánh đầu không vào, cơ hội vẫn còn, vẫn còn không được. Một pha xử lý khá nóng nóng của tiền đạo Ngọc Phúc đã bỏ mất một cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0. Một pha đánh đầu khá rõ ràng, nhưng một pha đánh đầu đã chạy cột dọc, rất tiếc. Một pha tấn công cho Ngọ Phúc.
Đến thời điểm này đội tuyển Đô Cách chưa tìm được lối đá chung. Lúc này đội Đô Cách đang bị bất lợi về tỷ số. Sút xa không vào, rất tiếc một pha sút xa bóng đã chạy cột dọc. Người sút xa lúc này là cầu thủ số 20. Vâng, này một pha đẩy bóng an toàn, sút không vào, một pha đẩy chịu quả đá phạt góc. Lúc này đội tuyển Gò Phúc đang gia tăng sức ép để nâng tỷ số ra hay không. Họ rất nhiều cơ hội của hiệp hai rồi. Và một pha xử lý rất khéo của đội số 11. Một pha xử lý rất hay. Và một pha xử lý bóng khá dài. Lúc này huấn luyện viên trưởng tuyển cầu quay đang thúc giục các học trò thi đấu máu lửa lên. Một pha chỉ biết vẫn còn không được, một pha xử lý khá dài, một pha phản công cho Ngọ Phúc. Một pha phạm lỗi. Đội Đô Cách được quả đá phạt. Lúc này huấn luyện viên trưởng tuyển cầu quay đang thúc giục các cầu thủ nhí của mình tấn công mạnh mẽ lên. Một pha đá nhanh. Một pha phản công cho Ngọ Phúc. Cơi! Không được. Một pha xử lý khá trọng chạp. Để mất bóng rồi. Ô Cách có sự thay đổi người. Cầu thủ số 5 ra sân, cầu thủ số 3 vào sân. Lúc này đội Ngọ Phúc được quả đá biên. Chưa coi, yêu cầu cầu thủ đá lại. Trong vòng phút vâng, một pha phạm lỗi lên, đội tuyển Đô Cách được đá phạt lên. Một pha xử lý khá nguy hiểm cho đội Ngọ Phúc. Ngọ Phúc phản công không được, một pha bóng an toàn chỉ quả đá biên. Đội Ngọ Phúc được quả đá biên, đứng trước bóng chuyên gia đá phạt Bảo Long. Một pha đấy, xử lý không tốt.
Phục khách cứ thưa thời người, cầu thủ số 10 ra sân. Cầu thủ số 47 vào sân. Một pha thủ môn ném bóng không an toàn để chịu quả đá biên. Sút không vào. Một pha khá bất ngờ của hai đội và hai cầu thủ. Lại cơ hội tiếp theo cho Ngọc Phúc, một pha sút khá gần nhưng một pha là thủ môn quá xuất sắc. Một pha phản công không được. Lúc này hai trọng tài xử lý tình huống xem pha. Tình huống vừa rồi xem có chạm tay không. Con này đổ xuống rồi. Con cái tê tê trái. Không. 18. Vâng, một pha để bóng chạm tay cầu thủ số 18. Một cầu thủ số 18 có cách để bóng chạm tay. Và đội Ngọc Phúc được quả đá bên. Đây là một cơ hội để đội Ngọc Phúc nâng tỷ số lên 2-0. Đứng chịu bóng lúc này là Văn Phong, cầu thủ số 19. Sút không vào. Một pha rất tiếc, một cơ hội rất rõ ràng. Cầu thủ Văn Phong rất lắn lót nhưng vẫn vứt sút vào thẳng ngang, rất tiếc. Bỏ một cơ hội nâng tỷ số lên 2-0. Một pha vào bóng hết đường biên dọc, chỉ của đá phạt góc. Đứng chịu bóng luôn là Văn Thuận. Một pha phá bóng hoàn toàn chịu của đá đá biên. Đứng chịu bóng lúc này là Hải Đăng.
một quả đá ben rất rõ ràng khi cầu thủ số 18 để bóng trong tay. Nhưng cơ hội rõ ràng để nâng tỷ số lên 2-0. Nhưng một pha sút vọt vào ngang nữa. Rất tiếc cho đội tuyển Hòa Phúc. Một pha phản công cho Hòa Phúc. Sút xa. Đưa bóng. Đưa bóng luôn là Bảo Long. Một pha xử lý khá mạo hiểm cho Ô Khách. Vinh ơi, kết quả cho cầu thủ bên Hòa Phúc về chỗ kìa. Yêu cầu ban huấn luyện đội Hòa Phúc cho các cháu vào ngồi đúng vị trí. Một huấn luyện thôi. Thứ một huấn luyện viên trưởng chỉ đạo thôi. Còn huấn luyện phó chúng ta sẽ lui khoảng 5-7 mét ở bên dưới. Một pha xử lý rất khéo cho Ô Khách. Một pha phản công. Phản công cho Hòa Phúc. Một pha xử lý rất khéo léo của Bảo Long, sút xa. Không được. Một pha thủ môn cản phá an toàn, chịu quả phạt góc. Một pha xử lý rất tốc độ của cầu thủ Bảo Long bên cánh trái. Vâng, một pha căn mặt không thành công. Một pha phản công cho Khách. Coi! Không vào! Rất tiếc, một pha phá bóng an toàn cho đội tuyển Hòa Phúc, chịu quả phạt góc. Một pha tấn công rất hay cho đội Ô Khách.
Đội Gò Phúc có sự thay đổi người, cầu thủ số 18 ra sân. Số cầu thủ 21 vào sân. Thủ môn để bóng an toàn, chịu quả đá phạt biên. Một pha xử lý không an toàn, Ngọc Phúc phản công. Một pha thử lý khá mạo hiểm của thủ môn bên U Cách đã mở ra đội cho đội Ngọc Phúc một cơ hội phản công. Một pha tấn công cho Ngọc Phúc. Ô Cách phản công, đứng dưới bóng người 21. Lại một pha xử lý không an toàn có vẻ Âu Cách. Một pha phản công cho Ngọc Phúc. Một pha phản công cho Âu Cách. Cắt mặt không được. Một pha cắt mặt không thành công. Đội Âu Cách có sự thay đổi người. Cầu thủ số 9 ra sân. Cầu thủ số 10 vào sân. Cầu thủ tiếp sau. Cầu thủ 47 ra sân. Và số 8 vào sân. Lúc này đội tuyển Đông Cách tăng cường tiền đạo và tiền vệ tấn công để tìm kiếm cơ hội san bằng tỷ số. Đây cũng là một cơ hội cho đội tuyển Ngọ Phúc phòng ngự phản công. Lúc này đội Âu Cách đang gia tăng sức ép để tìm kiếm cơ hội sát bằng một đều. Yêu cầu một lần nữa đội anh em ban lãnh đạo Ngọc Phúc lưu ý cho nhé, cho ban tổ chức một người lãnh đội ở trong vị trí ban huấn luyện thôi, còn các cháu có thể mình cho hết vào ngồi đúng vị trí. Đội Âu Cách thay người. Cầu thủ số 13 ra sân, cầu thủ số 5 vào sân. Lúc này đội tuyển Âu Cách đang gia tăng sức ép. Âu Cách lúc này đang được quả đá phạt góc. Một pha phá bóng an toàn cho Ngọc Phúc. Vâng, một pha tấn công rất nhanh cho Ngọc Phúc. Và một pha phá bóng an toàn trên quả đá biên. Đứng bóng, chưa bóng lúc này là Bảo Long. Một cầu thủ chuyên gia đã phạt biên và đã phạt. Thút xa!
không, không vào. Lại một cơ hội tiếp theo của đội Ngộ Phúc đã bị bỏ qua rất tiếc. Một cơ hội khá rõ ràng. Sút. Vâng, một pha sút bóng. Vâng, lúc này hai trọng tài đã hội ý. Vâng, lúc này trọng tài Trần Vinh và Khắc Hưng, Khắc Tuấn vào xem va. Rõ ràng lắm rồi. Tin rồi nhưng mà để xem nó làm khó. Là nó quay đi, nó đưa ra rồi, còn ra ngoài một cấm nó quay quay lại rồi. Anh nhằm chặn lại xem. Đấy, chặn nữa lại đi đại ca. Nó cố tình đưa ra rồi. Quay lại đi đại ca. Đấy, anh chưa? Cố tình đưa ra rồi. Hãy từ từ đợi đợi. Nhìn lại, nhìn lại, nhìn lại anh này. Màu gì chú, bây giờ sẽ con màu gì? Quan trọng đến cái mông này, quan trọng. Nó dơ cái tay lộn ra, cổ đậu vẽ dưới này, lưu ý này. Đâu cần nhắc. Không hay nhưng cứ làm thôi. Rồi rõ rồi, mình cứ làm cân nhắc mình làm thôi. Ừ. Một pha. Một pha cản bóng ở ngoài vòng cấm. Vâng, một thẻ đỏ trực tiếp. Một pha thủ môn cố tình dùng tay chơi bóng chứ không phải một tình huống bất thành. Đây là một cơ hội để đội OKC san bằng tỷ số. Một pha cản bóng rất rõ ràng, cố tình dùng tay chơi bóng ngăn cản một cơ hội san bằng tỷ số 1-1 cho đội tuyển OKC. Thank you.
Đứng chịu bóng đá phạt lúc này là Lam Phong. Một pha phút xa không thành công cho đội Oak Cách. Bỏ đi một cơ hội rất ngon ăn để san bằng tỷ số. Oak Cách thành công. Phút xa. Phản công cho Ngọ Phúc. Một pha báo bóng an toàn. Không vào. Một pha xử lý khá lóng ngóng của thủ môn đội Oak Cách. Oak Cách có thể đợi người. Cầu thủ số 8 ra sân. Cầu thủ vào sân, cầu thủ số 20. Lúc này đội Oak Cách đang gia tăng sức ép để san bằng tỷ số. Hiệp 2 sẽ có 4 phút bù giờ để cho đội Oak Cách san bằng tỷ số và vượt lên. Lúc này đội Ngọc Phúc đang bất lợi về thiếu một người. Phản công cho Oak Cách. Một quả đá biên cho đội Ngọ Phúc. Oak Cách có thể thay đổi người. Thủ môn số 1 ra sân. Một pha xử lý rất khéo cho đội Oak Cách. Oak Cách lúc này được quả đá phạt góc. Một pha đá nhanh. Sút xa. Một pha đánh đầu chịu quả phạt góc cho đội Oak Cách. Đến thời điểm này đội Oak Cách chơi tất tay. Thủ môn muốn lên tấn công rồi. Một pha phản công cho Ngọ Phúc. Đội Oak Cách đứt quả đá biên. Một pha để bóng không an toàn cho Oak Cách. Và một pha xử lý lóng ngóng
để chiều qua biên, một pha ra biên nhanh cho Ngọ Phúc, một pha phản công cho Cách. Một pha phản công cho Ngọ Phúc, đây là cơ hội. Một pha phá bóng an toàn, chỉ của đá biên. Đến thời điểm này đội Ngọ Phúc đang dẫn trước đội tuyển Úc Cách với tỷ số 1-0. Một pha đốt đèn cho đội tuyển Úc Cách. Một pha thủ môn xử lý không an toàn, xuất xa vào. Một pha thủ môn xử lý khá bất cẩn để pha mất bóng và đội Ngọ Phúc nâng tỷ số lên 2-0. Ghi bàn hai, ghi bàn bao nhiêu đây? Người ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 là cầu thủ số 19 Văn Phong. Đến thời điểm này hết cơ hội cho Khách. Một pha xử lý không an toàn của thủ môn và đội Úc Khách bị thất thủng thêm bàn nữa là 2-0. Lại một pha xử lý khá nguy hiểm cho Âu Cách. Ôi giời, 4 phút. Trận đấu kết thúc. Kết thúc trận đấu, đội tuyển Ngọ Phúc đã thắng đội tuyển Âu Cách với tỷ số 2-0. Dù huấn luyện viên trưởng ông trưởng đội quay thúc giục các học trò thì đều hết mình nhưng vẫn bị thất bại với tỷ số 2-0 của Ngọ Phúc. Cao chưa? Cao chưa? Bấm đâu? À, nhìn thấy các anh đá bóng nhỉ? Nhìn thấy các anh đá bóng nhỉ?